rồi. Cái nào mình ơi, bảo ăn uống lên sợ yếu cơm lên chưa ăn sáng à? Cái nào mình ơi, các bạn đã sẵn sàng cái đảo chưa? Giơ tay lên nào, vẫy tay 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 nào. Mất khoảng 15 phút để chúng tôi tới điểm đảo đầu tiên, đó chính là Bãi Chanh. Hôm nay theo dự báo thời tiết thì là khá là nắng. Vỗ tay đi, vỗ tay đi, vỗ tay đi. Trời ta về đây chung vui hát đây mọi người ơi. Lòng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta hát bài thơ đây. Chào cho nhau những gì thiết tha. Chào cho nhau những gì thiết tha. Hay quá. Rồi, khách chúng tôi đã tới điểm đảo đầu tiên, đó chính là Bãi Chanh. Rồi mình di chuyển đến Bãi Chanh đi ạ. Đã cứ vào không tí ra quay vào chiếm chỗ trước, không tí nó hết chỗ. Theo dự báo thời tiết thì sáng nay có mưa nhưng mà lại không mưa các bạn nhé. Đây, thời tiết rất đẹp này. Hôm nay ngày cũng rất đẹp luôn. Hôm nay là ngày 15, 16 tháng 9 này. Tại Bãi Chanh sẽ có hai bãi để chúng ta tự do vui chơi và tắm biển. Phía bên tay trái Bãi Chanh, đây, đó chính là khu vực bãi cát. Các bạn có thể tự do tắm biển ở tại khu vực bãi cát này và chiêm ngưỡng họ bay dù bay bằng phương pháp là mô tô kéo cái dù lên. Ở ngay phía tay trái các bạn đây, đó chính là bãi Sỏi. Bãi Sỏi đây để các bạn có thể là đi bộ dạo bước, nghe tiếng sóng biển và có thể là chụp súp ở trên này. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ bơm súp lên và dùng máy bay flycam để chụp những ảnh đẹp nhất trên mạng xã hội tại khu vực bãi Sỏi này. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time. We'll be right back.
kết thúc điểm giao vân đầu tiên đó chính là bãi Chanh. Tại đó chúng tôi bay dù, lặn xem san hô và thực hiện bộ môn đó chính là chụp sup. Sau đó chúng tôi sẽ di chuyển sang điểm giao vân thứ hai, đó chính là khu vực làng chài để dừng nghỉ ngơi ăn trưa. Siêu mẫu này, tạo dáng như thật, tạo dáng siêu đẹp luôn. Em ơi, vô lấy đại 10 người nha. Nha, rồi mình cũng một bữa cơm thân mật nha. Rồi nha mình ơi. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok, là chúc nhà mình ngon miệng nha. Đưa đây mình ơi. No chưa? Trong thực đơn nhà mình ấy, trong thực đơn nhà mình chỉ có 9 món thôi. Bây giờ tour sẽ tặng thêm nhà mình một món nữa. Đó chính là món cơm trộn. Rồi ok, bắt đầu. Mày lên nhạc mày. Nhà mình ơi. À ba mình tạm biệt làng trà nhá. 1 2 3. Lên nhạc nào. Lên luôn. Rồi. Rồi mình di chuyển lên anh chị ơi. Dạ đúng rồi. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. Anh vẫn đứng ở chờ em mà, anh đứng ở từ anh chiều cũng được em à. Em cứ từ từ em ơi. Cứ từ nhé. Rồi. Rồi cứ từ từ bình tĩnh nhận rồi. Cứ chậm thôi nhà mình, cứ chậm là bước dần đều bước lại và không phải lo gì lắm. Đây, tay. Toàn tay đẹp, toàn 6 mũi cầm đây. Tay đây, tay ơi. Trời ơi. Đù, đù này, đù, đù, đù. Mấy ông nam thần này cũng tị ghen tị. Đấy. Tay ơi, tay ơi. Mình chơi dịch vụ sẽ được miễn phí vé bãi biển á. Rồi, cameraman đâu rồi? Tắt luôn à, tắt nguồn luôn à. Này, chúc bay luôn này, hai mẹ con dắt tay nhau nào. À, đi điệu nào, đi điệu nào, đi điệu nào. Gái đi điệu nào. Nào đi như người mẫu nào, đi như người mẫu nào. Đi như người mẫu nào. Đấy. Rồi đi xuyên qua máy nha, đi xuyên qua máy nào, đi luôn đi, đi xuyên qua máy này. Đi xuyên qua người này. Ui, đúng nam thần, nó đúng nữ thần luôn. Rồi, ok, rồi di chuyển vào đây ạ. Đây đây ạ, mình qua đây anh chị ơi. Mình đưa bảo vệ họ xé vé nhá. Một nửa mình giữ lại nhá. Một nửa vé mình giữ lại nhá. Rồi, xe vé xong mình di chuyển qua nhá. Mình giữ cuống vé lại nhá. Mình giữ cuống vé là để khi nào mình muốn ra xong mình lại vào được lại nhá.
Dạ rồi, ok, qua đi ạ. Rồi, đi chuyển thẳng theo em luôn nhá. Bạn không đi à? Đây, đây chưa, đây chưa. Đây đâu nhá. Rồi, vẫy tay mình chào nhau này, vẫy tay mình chào nhau này. Chừng đâu mà còn dúi lên nữa hả? Sẽ resort sẽ đưa chúng ta lên khu vực tắm bùn nhá. Đây không nổi mà bay là dúi lên. Quay to cho vượt nhá, quay to cho vượt nhá. Xe đây, xe đây, xe đây, xe đây, xe đây, xe đây. Hai nhanh người đó thắng nhá. Cố lên em ơi, cố lên. Được rồi, ok ạ. Ở đây ạ. Mình di chuyển vào bên trong này. Phía tay phải nhá, sẽ là phòng thay đồ của nam. Phía tay trái sẽ là phòng thay đồ của nữ. Nếu mà BD thì đứng ở chính giữa thay luôn. Đã rồi, ok, di chuyển vào ạ. Một bạn đại diện cho một nhóm vào để cọc đồ nhá. Nếu mà mình có đồ rồi thì cứ mặc đồ của nhà mình. Chỉ thuê khăn thôi. Không phải là thuê mà là mượn khăn. Tức là trả tiền, trả khăn. Họ lại trả lại cho mình không mất đồng nào hết. Đã rồi. Em đi guốc cao mà khó khăn thì vào đây mượn dép. Có mượn dép luôn. Ờ, có dép, đi dép vào cho nó an toàn nhá. Rồi, ok. Đây, nhà mình di chuyển vào đây hộ anh lên nhà mình ơi. Rồi. Ở đây nhà mình sẽ có cơ hội là tắm riêng 2 người một hồ hoặc là 6 người vào chung một hồ, tùy gia đình nhà mình. Không, ở đây không có quy định. Có 1 người một hồ anh nhỉ, em tắm 1 người thôi. Đấy, 2 người một hồ, 2 người một hồ. Đây, đây rất nhiều hồ nha. Sau khi tắm bùn xong mình sẽ xả nước và tiếp tục di chuyển thêm những bậc thang lên khu vực hồ bơi. Đây, mình có thấy hồ nào trốn thì mình vào đi ạ. Vào luôn anh. Vâng. Rồi, nhà mình nhìn thấy này, đấy, xinh cười xinh này rồi. Chút xíu bùn nó sẽ tới ngang ngặt cái hồ đó, bắt đầu là mình ngồi xuống nhá, cười và chụp hình nhá. Đấy, những ông chồng của Nam này. Tôi đây về cho hai cái, cười này, cười này, cười này, cười này, cười. Ông bố của Nam này đấy, lần này về để sinh đôi nhá, một nam một nữ ra khỏi cái đẻ nhiều nhá. Cười cái này, cười cái này, cười cái này, yêu này. Cười lên, cười tươi vào này, mà tươi vào. Rồi, nhìn cái này, nhìn cái này, anh quay nhìn cái này, nhìn cái này, nhìn cái này, nhìn cái này. Đấy, cười nào, cười tươi. Đây đây, bên này, bên này, bên này. Nào cái anh nói anh trả ra ai hồ. Rồi, chào hai mẹ con này. Hello. Rồi, ra đây di chuyển vào đây ạ. Kìa kìa, ra kia anh trả ra. Đó, đây là những nam thần đang chụp những bức hình siêu đẹp cho những chị em phụ nữ. Rồi, ok, anh quay phát nào, anh quay phát nào, anh quay phát nào. Mấy anh nhiếp ảnh luôn. Anh quay cái nào, anh quay cái nào. Rồi, ok. Quay này, cười này, vẽ đây là chú này, cười này. Rồi, em còn đang ngâm bùn khoáng lỏng nhá, thích không? Thích không con gái? Rồi, ok. Sau khi tắm bùn xong, chúng ta sẽ tiếp tục vào khu ô tuyển thủy liệu pháp. Hay nó có khách là massage bằng tia nước. Đây, massage bằng tia nước ở phía này. Hàng trăm tia nước sẽ phun vào người chúng ta. Sau khi massage bằng tia nước xong, chúng ta di chuyển đến khu vực là hồ bơi. Đây, trên này có 2-3 cái hồ bơi. Phù hợp cho mọi lứa tuổi, lớn, nhỏ, trẻ em. Đây, trên đặc biệt là rất chi là mát. Review. Vâng, review. Đây, đấy, mát chưa? Thích chưa? Ở phía bên trong đây, đó chính là khu vực hồ sục. Và phía ngoài này, bên tay phải các bạn là khu vực là hồ bơi dành cho người lớn. Và bên tay trái chúng ta đây, đây chính là khu vực là hồ bơi dành cho trẻ em. Đây, hồ sục nằm ở bên trong này. Đấy. Tất cả đều rất mát. Phía trên kia là khu vực thác nước, các bạn có thể lên đó để chụp ảnh những bức ảnh chống ảo. Trên nó có một cái view rất chi là cao, các bạn có thể nhìn về hết toàn cảnh về Nha Trang. Bên cạnh đó, phía tay trái các bạn là khu vực bãi biển, các bạn có thể chụp ảnh. Có thể chụp ảnh ở khu vực bãi biển để thấy toàn cảnh khu vực bãi biển và khu vực thành phố Nha Trang nhìn về phía xa.
Đó, những nấc thang thiên đường. Cái đối diện là biển. Và phía xa xa kia đó chính là thành phố Nha Trang. Và đối diện của chúng ta đó chính là đảo Vinpearl. Các bạn đói bụng và muốn uống cà phê hoặc là muốn ăn thêm đồ ăn vặt, các bạn có thể vào nhà hàng Hồn Việt để chúng ta thưởng thức những món ăn rất chi là ngon tại đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ xuống tắm một chút xíu cho nó mát mẻ, xong rồi chờ khách của tôi lên và tôi sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Tạm biệt Hoàn Tâm nào. Tạm biệt. Mãi yêu, tạm biệt. Tạm biệt Hoàn Tâm nào con gái. Tạm biệt Hoàn Tâm nào. Trời cười. Rồi, tắm bùn xong ai cũng trẻ ra mấy tuổi nhá. Dạ rồi. Ok, ai cũng trẻ, ai cũng đẹp ra rồi. Bé ngửa mặt lên nào bé ơi. Em ơi nhớ ơi. Hai ba mình tạm biệt Hoàn Tâm nhá. 1, 2, 3. Tạm biệt Hoàn Tâm. Rồi, bây giờ em sẽ tặng cho anh một bài hát nói về Nha Trang, mang tựa đề là Tôi yêu Nha Trang, nhưng mà do máy hát nhá. Ok nhá. Ok. Tôi yêu Nha Trang.
tôi đã kết thúc tour tham quan ba đảo VIP tại Nha Trang. Tại điểm cuối cùng đó chính là resort Hòn Tầm. Bây giờ cano chúng tôi đang di chuyển về lại bến tàu du lịch Nha Trang để kết thúc hành trình. Các bạn đi tour inbox và điện thoại đặt vui lòng liên hệ số điện thoại 0902 000 587 để được hỗ trợ mọi dịch vụ tốt nhất tại Nha Trang. Cảm ơn các bạn nhiều.